Phim mới của Tiêu Chiến được nền tảng ưu ái hơn Dương Dương và Thành Nghị. Sau 3 bộ phim lên sóng năm 2023, năm 2024 đánh dấu sự trở lại của Tiêu Chiến với bộ phim cổ trang Tàn Hải Truyện. Dù chưa lên sóng, nhưng phim đã nhận được nhiều sự kỳ vọng của nền tảng sản xuất cũng như người hâm mộ. Mới đây, nền tảng Youku đã công bố danh sách phim truyền hình sẽ lên sóng trong năm 2024 và 2025. Trong đó 5 bộ phim được đề xuất hàng đầu bao gồm Tàn Hải Truyện, Trường An 24 Kế, Vũ Lâm Linh. Đáng nói, bộ phim của Tiêu Chiến nhận sự ưu ái trông thấy của nền tảng so với những tác phẩm khác. Không chỉ được liệt kê đầu tiên, Tàn Hải Truyện còn là bộ phim duy nhất có poster hình của Tiêu Chiến. Những bộ phim còn lại đều chỉ có poster minh họa. Với tên phim và nền tảng sản xuất, có thể thấy Tàn Hải Truyện là một trong những tác phẩm nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất trong 2 năm tới của nền tảng. Trước đó, đây cũng là tác phẩm được nhiều người trong ngành kỳ vọng. Với đội ngũ chế tác và đầu tư khủng, Tàn Hải Truyện có dàn ekip chất lượng với đạo diễn Trịnh Hiểu Long, diễn chính Tiêu Chiến và Trương Tịnh Nghi. Ngay từ khi khởi quay, phim đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, nhiều phóng viên và người hâm mộ xuất hiện tại địa điểm quay phim, làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn. Thời điểm đó, Tiêu Chiến phải nhận về nhiều áp lực. Nam diễn viên hầu như hủy bỏ mọi lịch trình khác trong vòng hơn 3 tháng để tập trung quay Tàn Hải Truyện. Những bức hình lít cảnh quay của Tiêu Chiến và Trương Tịnh Nghi cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Đa số cho rằng, nữ chính hơi thừa cân, khi đứng cạnh Tiêu Chiến không thực sự phù hợp. Tuy nhiên, cũng không ít người khẳng định, phải đợi phim lên sóng mới có thể đánh giá được chính xác. Tàn Hải Truyện kể về Ung Tàn Hải, con trai của Khâm Thiên Giám Chính, phải chứng kiến cảnh toàn môn bị diệt từ khi còn bé, mang trong mình huyết hải thâm thù. Anh kiềm chế bộc lộ tài năng của mình. 10 năm sau, anh trở lại kinh thành với diện mạo mới, trở thành cố vấn dưới trướng kẻ thù là Hầu Tước Bình Tân. Phim đang trong quá trình hậu kỳ và có khả năng lên sóng trong cuối năm nay trên nền tảng Youku. Bạch Lộc hiện hình qua ảnh chưa chỉnh sửa. Sở hữu tài năng và nhan sắc ấn tượng, Bạch Lộc được nhiều đoàn làm phim và nhãn hàng từ bình dân đến cao cấp quan tâm săn đón. Vừa qua, Bạch Lộc gây sốt với vẻ ngoài tựa nữ thần. Khi chụp ảnh cho một thương hiệu mà cô đang làm đại diện, ảnh đã qua Photoshop kỹ càng và ảnh chưa chỉnh sửa của Bạch Lộc nhanh chóng được netizen đặt lên bàn cân so sánh. Bạch Lộc vừa đón tin vui lớn ở tuổi 29, khi cô được chọn làm người phát ngôn của một thương hiệu chuyên về mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Bạch Lộc diện đầm dạ hội màu hồng đính hoa nổi, thiết kế ôm sát, cúp ngực, giúp tôn đường cong hình chữ S của người đẹp. Ở lần xuất hiện này, nhan sắc Bạch Lộc được phù phép qua bàn tay của thợ trang điểm Vương Á Phi. Lớp trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật các đường nét hài hòa trên gương mặt người đẹp. Bạch Lộc để tóc xoăn dài tự nhiên, mang đến cảm giác dịu dàng. Cư dân mạng nhận xét, Bạch Lộc trông như một nàng công chúa trong tạo hình mới. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng, việc hậu kỳ, hiệu chỉnh sáng quá đà, đã vô tình làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của Bạch Lộc. Không lâu sau đó, phòng làm việc đã chia sẻ video và hình ảnh hậu trường chưa qua chỉnh sửa của Bạch Lộc. Trong đó, nhan sắc thật của gà cưng Vu Chính khiến dân tình xôn xao bàn tán. Đặt lên bàn cân so sánh, cư dân mạng cho rằng, Bạch Lộc trong ảnh chưa hậu kỳ trông rất khác so với ảnh được nhãn hàng chia sẻ trước đó. Cụ thể là Bạch Lộc ở ảnh chưa Photoshop trông đẹp và tự nhiên hơn, không làm mất đi khí chất nữ thần vốn có của cô. Qua video hậu trường, nhan sắc Bạch Lộc mới thực sự bùng nổ. Vào dịp Trung thu năm nay, Bạch Lộc và đoàn làm phim phát nhiều phúc lợi cho người hâm mộ. Gà cưng Vu Chính vừa tung bộ ảnh đậm chất thanh xuân vườn trường lên trang cá nhân, không quên chúc fan có một mùa Trung thu ấm áp. Bên cạnh đó, đoàn phim Bắc Thượng, Hành Môn Hữu Hồ có sự góp mặt của cô cũng phát hành thêm một số tư liệu mới. Bạch Lộc sinh năm 1994, quê ở Giang Tô, Trung Quốc, cùng với Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc cũng là gương mặt nắm trong tay nhiều dự án đại nữ chủ. Những tựa phim Bạch Lộc từng tham gia có thể kể đến như Phượng Tù Hoàng, Châu Sinh Như Cố, Trường Nguyệt Tẩn Minh, Ninh An Như Mộng. Sau khoảng 8 năm hoạt động, Bạch Lộc sở hữu fandom lớn ở trong và ngoài nước. Nhan sắc giả dối của Triệu Lộ Tư. Theo Sina, Triệu Lộ Tư được đánh giá là một nữ nghệ sĩ thông minh và tham vọng. Cô luôn biết gây chú ý, khiến tên tuổi của mình không thiếu độ hot. Đồng thời, nữ diễn viên cũng là người luôn có sự đầu tư vào hình ảnh và thời trang để tạo thiện cảm cho khán giả, đặc biệt là khán giả nữ. Tuy nhiên, cũng vì cố xây dựng hình tượng mỹ nữ thời thượng, nên Triệu Lộ Tư thường cố ý chỉnh sửa hình ảnh quá mức, để rồi khi khán giả gặp cô ngoài đời, thì thường thất vọng hoặc bất ngờ. Trước đó, một số khán giả đã gặp Triệu Lộ Tư trong hậu trường quay phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng và bất ngờ với thân hình nhỏ bé của nữ diễn viên. Triệu Lộ Tư từng tiết lộ, cô đã giảm khoảng 3-4kg để phù hợp với nhiều tạo hình trong phim hơn. Do đó,
nữ diễn viên thực tế không nặng tới 40kg. Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư không cao, trong hồ sơ giới thiệu cô cao 1m61, nhưng nhiều khán giả đã gặp gỡ nữ diễn viên cho rằng Triệu Lộ Tư chỉ cao khoảng 1m55, đôi chân của Triệu Lộ Tư cũng không thẳng dài 1m7 như trong loạt hình ảnh nữ diễn viên đăng tải mà trông khá bình thường. Nhiều khán giả bình luận, ngoài đời Triệu Lộ Tư quá gầy, tỷ lệ cơ thể không cân đối, nên không có khí chất đại minh tinh tỏa sáng như các nữ nghệ sĩ khác. Theo Sina, các nghệ sĩ đều có nhu cầu làm đẹp để phục vụ công việc, tuy nhiên, ảnh của Triệu Lộ Tư khác với thực tế rất nhiều, chính vì vậy, cô thường bị chế giễu. Đặc biệt là mỗi lần Triệu Lộ Tư tham gia sự kiện, hình ảnh được phía phòng làm việc tung ra, như người khác so với ảnh tại hiện trường. Hãy để tôi tỏa sáng chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của tác giả Trương Duyệt Nhiên, nữ chính Hứa Nghiên không hòa thuận với gia đình, vì thế cô đã trưởng thành bên cạnh bà ngoại. Với tính cách không chịu khuất phục, cô được nhận vào một trường đại học trọng điểm. Sau đó, Hứa Nghiên cố gắng làm việc, bám trụ lại thành phố lớn. Sau này, Hứa Nghiên kết hôn với chàng trai tài năng xuất chúng Thẩm Hạo Minh. Nhưng vì xuất thân của mình, cô luôn cảm thấy tự ti, cả hai nảy sinh sự khác biệt trong suy nghĩ và dần dần tạo ra những rào cản. Cuối cùng họ đã mỗi người một ngã. Sau khi ly hôn, Hứa Nghiên lại đối mặt với khó khăn bị mất việc, nhưng cô nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc của mình, mở ra một hướng đi mới trong sự nghiệp. Hot Girl trà sữa giờ là phú bà nghìn tỷ, đi sự kiện mà đẹp không kém minh tinh Cbiz. Trương Trạch Thiên là một trong số những nữ doanh nhân trẻ nổi tiếng Trung Quốc với khả năng kinh doanh xuất sắc. Năm 2020, cô và chồng, tỷ phú Lưu Cường Đông, đã lọt vào danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc với tổng tài sản lên tới 58,4 tỷ nhân dân tệ. Đến năm 2023, tài sản cá nhân của cô đã tăng lên 60 tỷ nhân dân tệ, một con số đáng nể ở độ tuổi 30. Không những thế, Trương Trạch Thiên còn đúng chuẩn hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết, vì không những tài giỏi, mà còn sở hữu dung mạo quá xuất chúng, không hề thua kém những minh tinh hàng đầu Cbiz. Mới đây, nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc cũng nhận được nhiều lời khen có cánh với sắc vóc vạn người mê khi tham dự buổi tiệc tối của London Dinh Đông Fashion. Trương Trạch Thiên sinh năm 1993, từng theo học tại Thanh Hoa, một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu Trung Quốc và Cambridge. Cô từng viral khắp cõi mạng xứ tỷ dân hồi học cấp 3 với khoảnh khắc cầm ly trà sữa, khoe trọn vi dù thanh thuần nhẹ nhàng, chuẩn bạch nguyệt quang. Trương Trạch Thiên gây ấn tượng với đường nét thanh tú hài hòa, đôi mắt to tròn long lanh, cùng làn da trắng sáng. Thời điểm đó, cô được ví với danh xưng hot girl trà sữa, thậm chí, vì bức hình này quá nổi tiếng, mà nữ tỷ phú còn từng được Trương Nghệ Mưu mời đóng phim, nhưng đã từ chối để quyết tâm theo đuổi sự nghiệp học hành và kinh doanh. Ở tuổi 31, mặc dù không hoạt động trong làng giải trí, nhưng hot girl trà sữa ngày nào vẫn luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Cô luôn nhận được nhiều lời khen có cánh trong mỗi lần xuất hiện bên cạnh chồng, tại các cuộc họp mặt của công ty hay sự kiện, với diện mạo quá đổi xinh đẹp lộng lẫy. Dù đã là mẹ hai con, nhưng Trương Trạch Thiên vẫn ghi điểm với vi dù dịu dàng hút hồn, cùng vóc dáng thon gọn như thời con gái. Khi đi dự sự kiện, cô thường chọn những trang phục tông màu tối giản, thanh lịch, nhưng vẫn mang được vẻ trẻ trung điệu đà và tôn được vóc dáng. Có thể thấy, Trương Trạch Thiên vẫn thường trung thành với kiểu tóc đen cùng tông trang điểm nhẹ nhàng, để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên không tì vết. Thậm chí, đến hung thần Getty Images cũng không dìm được nhan sắc ngọt ngào của Trương Trạch Thiên. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.